một chế tạo trang sức thần kỳ. Chỉ cần chọn mặt trang sức cho các họa tiết trang trí hoặc hình của bạn vào khuôn. Ba dung dịch theo màu sắc yêu thích, thêm một ít kim tuyến rồi lắc đều và đổ vào khuôn. Dùng dây đi kèm để nối thành vòng tay. Wow, bạn đã có những bộ trang sức thật xanh điệu, khuyến mãi hấp dẫn, giảm ngay 30% khi mua bộ chế tạo trang sức, máy chế tạo tô nước, quá đã. Sản phẩm hiện đang bán tại hệ thống My Kingdom trên toàn quốc.